Ok, chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay định mời anh ra lên video tiếp tục nói chuyện với các bạn một chút về cái việc cái bán cái điều hòa cửa sổ, mua điều hòa cửa sổ bây giờ. Tôi một cục bây giờ của Nhật đấy. Cái con này thì được rất là nhiều người, rất là nhiều các phòng trọ sinh viên họ lựa chọn rất là nhiều. Thế thì có một cái chủ đề khá là hay là bây giờ là rất nhiều người làm những cái video mà lên nói chuyện là mua cái điều hòa này về đắp chăn giữa mùa hè. Đúng không ạ? Một cái câu chuyện rất là hay. Thì cũng có nhiều bạn comment và nhắn tin qua Zalo gọi điện cho mình thì có hỏi là thực sự có lạnh như thế không, thì mình chắc là nếu mà ai theo dõi kênh của mình thì chắc chắn là các bạn biết rồi, mình không bao giờ mình nói đắp chăn giữa mùa hè cả. Thực ra thì bản chất là dùng cái điều hòa này ấy, thì nó có một cái là, nó sẽ giảm nhiệt độ được tương đối và nó rất là tươi. Đó, làm giúp gọi là các bạn ngủ nghỉ thoải mái nếu mà các bạn các cái phòng mà nó tương đối là nghĩa là các cái phòng mà các bạn thiết kế được cái việc là nó tương kín tương đối và trong phòng nó rộng tầm khoảng 15 mét vuông đổ xuống thôi. Thì như một số clip mình các bạn xem trên trang của mình thì cái clip trước thì mình cũng đã nói là nó chế độ nhiệt độ nó xuống được may thì được khoảng 27 28 không thì 29 độ. Đấy, kết hợp với quạt là các bạn ngủ nghỉ thoải mái đúng không ạ? Chứ còn để mát mà lạnh sâu được giữa mùa hè chắc các bạn chỉ bật vào những ngày nó mưa thôi. Mưa mát lắm thì nó mới được như thế thôi. Thậm chí mưa mát thì các bạn còn đang phải đắp chăn chứ cần gì phải bật điều hòa đúng không ạ? Đấy là một cái mà mình khuyến cáo mọi người nhá, sẽ không có cái trường hợp nào thế đâu. Và rất là nhiều người họ cứ giới thiệu những con 7.000 Corona mà bảo đắp chăn giữa mùa hè là không có đâu mọi người nhá. Đấy là sự thật. Và cái sự thật này là mình phải nói luôn là gì? Khi mà các bạn mua hàng các bạn phải tỉnh táo với trước những lời quảng cáo. Đấy, và rất là như có một cái video hôm trước mình đã chia sẻ đấy, thì các bạn phải hỏi thật rõ thật kỹ xem là họ tư vấn được đến mức nào. Và các bạn mình phải nói này để các bạn hạ cái gọi là cái kỳ vọng về cái khả năng làm mát của cái điều hòa này nhá. Các bạn hạ nó xuống một chút, nghĩa là mình sẽ, ví dụ bây giờ mình đang nóng rất là khó ngủ đúng không ạ, lắp con điều hòa này được vào trong phòng kín tương đối thì các bạn sẽ ngủ nghỉ được rất là ok ngon lành. Đấy, chứ còn không thể nói là làm mát sâu lạnh hẳn như điều hòa cục. Và cũng không thể nói được là đắp chăn giữa mùa hè với ngày nóng đực đúng không ạ? Đấy, chốt lại cái vấn đề như thế nhé mọi người nhá. Hãy tỉnh táo và hãy giảm sự kỳ vọng xuống khi mua điều hòa này. Ok chưa ạ?